Cái niềm đam mê tài tử của tôi thì hồi lúc tôi mới lên 9 lên 10 tuổi ở chung với cha mẹ, thì cha tôi có biết về cái môn này, cũng là một thầy đời. Từ chỗ đó là tôi cũng gần đó, gần gũi đó, thì tôi tiếp xúc hàng ngày thì tôi cảm thấy như là nó có cái sự ăn sâu vào trong lòng máu thịt đó. Còn khoai ơi, Phan Ngọc Hiền anh hùng, dặn đâu đây có ai hát bài ca khởi nghĩa gợi nhớ, gợi thương dân dương hồn thiên gọi gió nam cây. Mở đầu cho dòng cất cánh này, giọng ca thâm trầm đến từ dải đất cuối trời tổ quốc, một giọng ca mang gió biển hương rừng, qua trong từng nhịp thở nồng ấm của riêng mình, sẽ thể hiện như thế nào trên sân khấu đêm nay? Cùng theo dõi và ủng hộ hết mình cho thí sinh U60 này nha. Thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị bên cạnh của chân đó là chú Lương Quốc Sĩ. Chú ơi, chú có cảm thấy bị áp lực không? Nói chung là Quốc Sĩ thấy các thí sinh á, ai hát cũng hay hết trơn trọi, cho nên cũng có cái áp lực. Dạ. Nhưng mà nói với quý chân thế này nè, dạ, dù cho có áp lực hay là áp bức như thế nào đó thì Quốc Sĩ cũng phải cố gắng, dạ, không có áp chơi bức hết mình, dạ, ca nhiệt tình, ừ, để cho ban giám khảo chấm thoải mái một chút. Vâng, hả anh? Cho nó áp bê luôn. Dạ. Áp ô tinh thần. Cảm ơn chú. Nhắc lại là không có áp bức ở đây. Dạ, dạ, chú vui tính quá à. Bây giờ chú sẽ hát bài hát gì ạ? À, đến với vòng thi này thì tôi xin hát 7 câu sông Cước và 2 câu vọng cổ trong bài ca Lòng Dạ Bạc Đen của tác giả Sông Bắc. Dạ, xin mời ban nhạc đàn cho dây xề kép. Xề kép ca cao dữ luôn. Ca bài bản này là đảm bảo là chú có điểm cộng của chị Ngọc Huyền rồi đó nha. Dạ rồi, con mời chú, chúc chú thành công. Bao năm dài tình chồng nghĩa vợ, mặn nồng tâm mặn tàu khang, êm ấm trong gia đàn. Con của mình hiền ngoan, sao bây giờ bà lại đổi thay? Hay tại vật chất kim tiền khiến bà lại thay thuyền, cho rẻ bày phùng loan? Đường đời muôn nẻo trái ngang, đừng nông cạn làm kẻ phụ phàng. Khi hối hận đã muộn màng, gia đình sẽ nát tan. Tôi khuyên bà nên suy nghĩ lại, con thơ vô tội khóc cạnh chia đàn. Bà ơi, bà không nghe người ta thường nói, có ai giàu bá họ, có ai khó ba đời. Sanh lão bệnh tử nằm trong đạo lực của trời, mới sáng còn quến quát, chiều nằm trong mồ bà ơi. Tuy vạn vật trên đời đều có thay có đổi, nhưng nghĩa đôi chân tình chồng vợ luôn sống tới muôn đời. Dẫu cho bão tố phong ba dòng gió bời, trên chiếc thuyền qua chồng chèo vợ lấy,
vượt qua biển đời rộng lớn mênh mông. Đồng vợ đồng chồng tác cạn biển đông, hạnh phúc đầy vơi như nước lớn nước ròng. Thân gái 12 lửa bến nào trong, trời xanh má hồng sớm tàn tối nơ. Trời ơi, tôi đổi da gà mà. Tôi đổi da gà. Trời ơi, sao cái hậu nữa kìa. Da hậu đó, sướng không? Từ buổi ban sơ đã là duyên là nợ, trời bắt chúng ta phải nên vợ nên chồng. Trời ơi. Bao năm qua dần hương lửa mặn nồng, đâu vô đó mà thấy làm chi cho hồ tan kéo rã. Ai dám chắc rằng mình hết nợ hết duyên, bà nợ lòng nào để cho hạnh phúc ngửa nghiêng khi sợi dây thiêng liêng cùng chung một mối. Con của chúng ta làm chi có lỗi, tách cõi xa nguồn ôi tội làm sao. Mừng quá. Dạ, em xin phép anh Việt Anh, xin phép Ngọc Quyền. Em không biết đờn hay hay là anh sĩ ca hay, mà thật sự là tài tử miệt vườn nó đúng, phải đúng, là đúng. Như vậy đúng, đó đúng. Tài tử miệt vườn là đây. Nghe nó sướng quá. Nó hát mà em tê tái lòng luôn chú chị ơi. Em nói em tê tái lòng nó đã từng chỉ. Không phải là chú hơi ngắn, chú rất là hơi dài, tại vì chú kéo cái ngưng nhưng mà chú bỏ chữ, chú ngắt hơi chỗ này lấy hơi cái chỗ kia tiếp, nó nói nghe nó sướng sướng từng chữ một luôn. Ra mà ca cái khỏi bài cần nói nữa, không cần ý kiến luôn. 10 điểm rồi. 10,5 luôn. Dạ bây giờ có bao nhiêu điểm cho hết đi ạ? À? Ban cố vấn nói 10 điểm hết rồi. Ê, nửa nói điểm nó Ngọc Huyền tặng cho chú riêng. À, chỉ như thế này, tôi mong rằng cái bài hát này không phải là cái tâm trạng gia đình của anh vậy. À, đúng vậy, vậy. Bởi vì anh quá cảm xúc, giọng anh ấm, đẹp, đâu ra đó mà nó chuẩn. Và cái cảm xúc làm tôi nổi da gà mấy đợt. Bởi vì anh có thật sự cái cảm xúc đẹp. Cảm ơn anh. Ta gọi tôi là hát nghề đó chú sĩ à. Cảm ơn chú. Số điểm từ nghệ sĩ ưu tú Việt Anh. Cảm ơn. 10 điểm. 3 điểm 10 tuyệt đối. Dạ xin được cảm ơn chú. Chúc mừng chú.